tin từ báo Đời Sống và Pháp luật cho biết, quân đội Nga vẫn duy trì tấn công bằng lợi thế hỏa lực, giành lại thêm lãnh thổ và khiến Ukraine nhận về nhiều tổn thất trong các cuộc giao tranh ở Kursk. Theo thông tin từ chiến trường, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk, nơi đã ghi nhận những thành công đáng kể trong khu vực các khu định cư Viktorovka, Martinovka và Pelokhovo. Nga được cho là có thể đột phá qua hàng phòng ngự của Ukraine. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pelokovo. Mặc dù vậy, giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn ở cường độ cao, làm phức tạp thêm tình hình đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Các nỗ lực đột phá các điểm mới ở biên giới vùng cớt từ phía Ukraine cũng đã bị ngăn chặn tại khu vực các khu định cư Volfino và Tekino. Theo tình báo Nga, các nhóm đặc nhiệm của lực lượng vũ trang Ukraine, mỗi nhóm có tới 8 người, đã bị phát hiện và tấn công bằng hỏa lực. Một trong hai nhóm đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhóm còn lại đã rút lui về vị trí ban đầu sau khi chịu tổn thất. Mặt khác, các đơn vị của Sư đoàn Dù Cận vệ 106 thuộc quân đội Nga đã giành lại khu định cư Liubimovka và các khu vực rừng lân cận. Ngoài ra, còn có báo cáo về các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Viktorovka. Các nguồn tin của Ukraine tuyên bố rằng xe bọc thép và lính dù Nga đã đột phá vào khu vực này, dẫn đến một trận chiến, trong đó có một số xe bọc thép được cho là đã bị phá hủy. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 10 cho hay quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Leonidovo thuộc vùng Kos trong ngày và đang tiếp tục cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc tiếp tục cuộc tấn công, trong đó họ đã tiêu diệt các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 47 và 115, Lữ đoàn Tấn công đường không số 82 và 95, Lữ đoàn Tấn công đường không số 36, Lữ đoàn Tấn công đường không số 103 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Kolmakov, Kruklenkoye, Nidniklin, Nikonsky, Noviput, Ongoka, Plekhovo, Cherkaskaya, Konopenka và Cherkaskoye, Poreknoye. Lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa của quân đội Nga tiếp tục tấn công các địa điểm tập trung quân và thiết bị của địch ở vùng Kursk cũng như các khu vực tập trung và dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Sumy. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kos trong ngày qua lên tới hơn 270 quân nhân. Đồng thời, Nga cũng phá hủy 9 xe bọc thép, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 3 xe cơ giới của đối phương. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kos, Ukraine được cho là đã mất hơn 24.700 chiếc, 167 xe tăng, 82 xe chiến đấu bộ binh, 102 xe bọc thép chở quân, 957 xe chiến đấu bọc thép, 654 xe cơ giới, 204 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng. Theo giới phân tích quân sự Ukraine, quân đội Nga hiện đang vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở vùng Donbass, đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở các hướng Pokrovsky, Kudakovsky và Toresky, đồng thời lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cải thiện vị trí của mình trên các mặt trận. Gần Katerinovka, quân đội Nga đã củng cố vị trí của họ dọc theo hai vành đai rừng và ở vùng ngoại ô phía đông nam của khu định cư đến độ sâu 1,08 km. Ở phía nam Otschovsky, các nhóm cơ động Nga đã tiến hành trinh sát có vũ trang theo hướng đông bắc và quận riêng biệt Kudakovo. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát các khu định cư này được cho là sẽ sớm bắt đầu. Theo hướng Pokrovs, lực lượng vũ trang Nga đã đạt được tiến triển đáng kể về phía Nam mỏ khai thác xanh Basin The Great Cùng lúc đó, các nhóm tấn công của Nga đã tiếp cận được vùng ngoại ô phía đông Selidovo. Nguồn tin từ lực lượng an ninh Nga vào ngày 17 tháng 6 tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đang cố gắng rời khỏi Selidovo từng nhóm nhỏ. Đây không phải là bất thường và đang diễn ra thường xuyên hơn mỗi ngày ở khu vực này nguồn tin nói thêm trên thực tế chỉ cần thêm một chút nữa là quân đội ukraine sẽ lại buộc phải đưa ra quyết định khó khăn hoặc là hy sinh phần lớn nhân lực của mình ở selidovo giống như ở ukleda hoặc là rút quân toàn bộ ở phía bắc novogododoka nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang nga một thời gian trước hiện đang giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt dọc theo tuyến đường sắt tình hình khó khăn của quân đội ukraine cũng được ghi nhận theo hướng torres trong chính thành trì này, các trận chiến đang diễn ra dọc theo các đường phố là Epto-Peskaya, Vasinstusa, olena Greco, Togovaya và Rudniknaya và ở gần New York, lực lượng vũ trang Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía Bắc. Sự tiến công của quân đội Nga theo hướng Kupyans cũng khiến Ukraine đau đầu hơn. Chính quyền thành phố này đã tuyên bố bắt đầu sơ tán bắt buộc đối với người dân hiện tại giao tranh đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Kupyans, đặc biệt các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra ở khu vực phía nam Koles Nikopka, khu định cư Masino Choitel và phía bắc khu định cư Krup Trong khi đó, Ukraine vẫn đang tích cực thúc đẩy kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề ra. Mới đây, ông Zelensky tuyên bố nếu kế hoạch của ông được thực hiện ngay bây giờ, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga có thể kết thúc vào năm 2025. Nhà lãnh đạo Ukraine tự tin rằng kế hoạch chiến thắng của ông là khả thi và sự thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào các đối tác phương Tây của nước này. Ông đồng thời nhấn mạnh chắc chắn điều đó không phụ thuộc vào Nga. Theo báo Dân Việt đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố máy bay không người lái tầm xa của Ukraine là vũ khí hiệu quả và chính xác. Một lợi thế khác là chi phí thấp so với tên lửa. Ông dường như đã né tránh việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như nước này khao khát. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10, ông Austin đã né tránh câu hỏi về tên lửa tầm xa của phương Tây, ám chỉ sự tống tiền hạt nhân của Putin đã thành công. Ông cũng phủ nhận rằng Hoa Kỳ có thể đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công sâu vào Nga bằng máy bay không người lái. Ông lưu ý rằng Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái tầm xa của mình rất thành công để tiến hành các cuộc tấn công. Đặc biệt, Lực lượng phòng thủ Ukraine gần đây đã tấn công các điểm cung cấp đạn dược cấp chiến lược, điều này đã ảnh hưởng đến chiến trường. Austin nhấn mạnh rằng Ukraine có thể tự sản xuất các máy bay không người lái như vậy và cũng có thể nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất. Ông Austin nói, các UAV đã chứng minh được tính hiệu quả và chính xác của chúng. Khi bạn xem xét thực tế là một tên lửa dẫn đường chính xác có giá trong một số trường hợp gần 1 triệu USD, thì những UAV này có thể được sản xuất với số lượng lớn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ bạn hãy xem xét sự cân bằng và tác động đang được tạo ra trên chiến trường, và đây là một khả năng tuyệt vời. Austin cũng nhấn mạnh rằng tùy thuộc vào Ukraine để sử dụng tiềm năng như vậy như thế nào. Mỹ, Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa vài trăm km. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine bị hạn chế sử dụng những vũ khí như vậy. Họ không thể sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev đang tích cực thảo luận về việc dỡ bỏ những hạn chế này với London, Paris và Washington. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây tăng viện trợ vũ khí tầm xa và cho phép sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến xung đột công khai với phương Tây và đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của Moscow cho phù hợp. Thông tin từ báo VOV cho biết, ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga nhằm phản ứng lại với tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần có vũ khí hạt nhân hoặc tư cách thành viên NATO để đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cho rằng nước này không chế tạo vũ khí hạt nhân và thực tế đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1990, nên việc gia nhập NATO là cách duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện tại tuy nhiên tổng thống putin nhấn mạnh đây lại là một hành động khiêu khích nữa không khó để tạo ra vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại tôi không biết liệu ukraine có khả năng làm điều đó ngay bây giờ hay không sẽ là không dễ dàng như vậy đối với ukraine ở thời điểm hiện tại tất nhiên bất kỳ bước đi nào theo hướng đó đều sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng giới lãnh đạo chính trị của ukraine hiện tại đã nói về việc sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều lần trước cả khi cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng khi đó họ đã tuyên bố một cách nhẹ nhàng rằng ukraine nên có vũ khí hạt nhân tôi có thể nói ngay tại đây nga sẽ không cho phép điều này xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào tổng thống nga cũng cho biết nước này cần đảm bảo các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở ukraine bình luận về khả năng đàm phán nga ukraine có thể diễn ra ở saudi ả rập tổng thống putin tuyên bố trước hết ukraine nên phải dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán với nga trước tổng thống nga thừa nhận chưa biết cuộc xung đột nga ukraine kết thúc khi nào nhưng quân đội nga sẽ chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam cho biết, trong khi ông Zelensky nhấn mạnh kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến đường lối hỗ trợ tiếp theo của các đồng minh phương Tây dành cho Ukraine, ông Putin tuyên bố Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và chưa rõ khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính của Anh, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu ra ba kịch bản của Ukraine sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ông zelensky nhấn mạnh kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến đường lối hỗ trợ tiếp theo của các đồng minh phương tây dành cho ukraine theo tổng thống zelensky kịch bản đầu tiên là vẫn duy trì chính sách hỗ trợ như hiện nay nhưng với sự dè dặt và thận trọng từ phía một số đối tác vốn vẫn cảnh giác với những rủi ro và tình trạng leo thang có thể xảy ra Ông lưu ý các đồng minh này vẫn có thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, song sẽ bị hạn chế trong một số hành động vì sợ làm xung đột trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù ông Zelensky không nêu ra hai kịch bản còn lại trong cuộc phỏng vấn, nhưng cổng thông tin Shana của Ukraine cho rằng chúng có thể bao gồm khả năng giảm hỗ trợ cho Ukraine hoặc buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán và đóng băng xung đột. Theo giới phân tích, lựa chọn thứ ba là tăng mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine, kể cả việc áp dụng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky nhằm triển khai những hành động tích cực hơn để giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục dựa vào phương Tây, nhưng tình hình chính trị ở Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ và khối lượng viện trợ quân sự. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn cho rằng biên giới của nước này sau khi kết thúc xung đột phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, song ép sẽ không công nhận việc mất lãnh thổ về mặt pháp lý. Về phần mình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết ông chưa rõ khi nào Moscow sẽ giành chiến thắng trước Kiev trong cuộc chiến, nhưng lực lượng của Liên bang sẵn sàng chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng. Phát biểu với các phóng viên hôm 18 tháng 10, ông Putin nói việc đặt ra bất kỳ thời hạn nào là một vấn đề rất phức tạp và hoàn toàn phản tác dụng. Chúng ta vừa nói về khả năng đàm phán hòa bình. Tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi đã nói về cách điều này có thể được thực hiện nếu đây là quan điểm chân thành từ phía bên kia thì xin mời càng sớm càng tốt. Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang chiến đấu với Liên bang Nga nhưng bằng tay của binh lính Ukraine, còn Kiev thì không tiếc binh lính của mình cho lợi ích của các quốc gia thứ ba. Cuộc chiến với Ukraine có sự khác biệt rất lớn, đó là quân đội Liên bang Nga không chỉ chiến đấu mà còn tự sản xuất các hệ thống vũ khí và tự tạo ra phần mềm nhưng Ukraine không sử dụng vũ khí công nghệ cao. Ông Putin cũng nói rằng quân đội Liên bang Nga không chỉ trở thành một trong những đội quân công nghệ cao nhất mà còn là một trong những đội quân sẵn sàng chiến đấu nhất và Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến này để cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về Moscow. Báo chí Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng ngày 18 tháng 10, Nga thực hiện kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars ở vùng tây bắc thủ đô Moscow với tầm tấn công lên tới 11.000 km và có thể gắn nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa yas là một trong những vũ khí tấn công mạnh nhất của Nga. Giới phân tích cho rằng, việc Nga triển khai hàng loạt cuộc tập trận hạt nhân trong năm nay là để ngăn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc tập trận mới nhất của Nga diễn ra cùng thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai cuộc tập trận hạt nhân thường niên, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày với phương Tây về kế hoạch chiến thắng tháng trước tổng thống nga vladimir putin cho biết moscow đã mở rộng danh sách các kịch bản mà nước này sẽ dùng vũ khí hạt nhân nghĩa là hạ thấp ngưỡng sử dụng loại vũ khí chiến lược này ukraine cáo buộc nga dùng vũ khí hạt nhân làm công cụ gây sức ép trong cuộc thử nghiệm mới nhất, một đơn vị ở vùng Tiver dự kiến sẽ diễn tập di chuyển các tên lửa Yas trên địa hình bằng phẳng ở khoảng cách 100 km với yêu cầu phải ngụy trang và bảo vệ chúng trước các hành động tấn công từ trên không và tấn công phá hoại của kẻ thù, Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Nga tiến hành hai cuộc tập trận với các đơn vị tên lửa jazz vào tháng 7 vừa qua, Nga cũng đã tổ chức ba cuộc tập trận trong năm nay để kiểm tra khả năng sẵn sàng phóng tên lửa hạt nhân chiến thuật với tầm bắn ngắn hơn và hiệu suất thấp hơn tên lửa chiến lược liên lục địa. Tuy vậy, tổng thống Putin khẳng định rằng Nga không cần dùng tới vũ khí hạt nhân để đạt được chiến thắng ở Ukraine. Trang tin quân sự Avia Pro vào ngày 17 tháng 10 đưa tin lực lượng Ukraine đang tiến hành thêm các cuộc tấn công mới ở một số hướng ở tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi đa tiến công của đối phương. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở khu vực Zelenysliak, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công mạnh nhất của quân đội Ukraine trong thời gian gần đây. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka, lực lượng Ukraine đã tích cực tấn công từ hai hướng, gồm các khu định cư Malaya-Loknya và Svelikhovo. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công này, nhưng việc tiến xa hơn nữa từ phía Nga ở khu vực này được cho là rất khó khăn. Chuyên gia cho biết, tình hình ở mặt trận này lặp lại mô hình trước đó vào tháng 9. Đợt tấn công ban đầu của lực lượng Nga đã dẫn đến thành công nhanh chóng, nhưng vào ngày thứ hai, quân đội Ukraine bắt đầu phản công, làm chậm cuộc tấn công. Đồng thời, tuyến đường cao tốc Zeleny-Sliak-Malea-Lognia có tầm quan trọng chiến lược vẫn nằm trong vùng chiến sự và việc chiếm giữ tuyến đường này vẫn là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Bất chấp các động thái tích cực của phía Nga, lực lượng Ukraine vẫn chưa rút khỏi khu vực rừng Bolsoy, ongovsky và giữ các vị trí ở phía đông, làm phức tạp thêm cuộc tấn công. Theo chuyên gia Podolyaka, mặt trận hiện đã mở rộng, nhưng điều này vẫn chưa dẫn đến những thay đổi đáng kể trong tình hình chiến đấu. Các trận chiến giành xuất ra nơi quân đội Nga cũng đang cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine cũng không kém phần khó khăn. Mặc dù Nga đã tiến được 1-2 km trong các khu định cư Mikhailovka và Chekaskaya-Konopenka, nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy trên khu vực mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 17 tháng 10, ở mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zelenskoyak-Lyubimovka Tosiluk, Nidni và Ruskaya Konopenka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc vẫn tiếp tục tấn công các đơn vị của Ukraine tại các khu định cư Liu Bimovka, Malaya loknya Noviput, Novoivanovka và Plekovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở Kursk, đồng thời lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Trong ngày 17 tháng 10, Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 250 quân nhân, 15 xe bọc thép, bao gồm 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh ở Kurs. Một số lính Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga và trở thành tù binh. Hơn 200 người đã tham gia đơn vị tình nguyện Baskus để thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động chống khủng bố đang diễn ra ở Kursk. Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực biên giới Kurs, tổn thất của Ukraine đã lên tới khoảng 23.850 quân nhân, 165 xe tăng, 77 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, 942 xe chiến đấu bọc thép cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, Al các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Nga nhiều lần nói rằng ván cờ của Ukraine vào Kursk đã thất bại. Cuộc tập kích bất ngờ vào tháng 8 của Ukraine đã đạt được một số mục tiêu, bao gồm làm xấu đi hình ảnh mạnh mẽ của quân đội Nga trong việc bảo vệ đất nước, phá hủy tài sản quân sự và giành lãnh thổ cũng như là bắt tù binh để làm lá bài đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt bởi Nga liên tiếp đạt được đa tiến trong thời gian qua. Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền Đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk đẩy Kiev vào thế khó. Thông tin từ VOV cho biết, phát biểu với báo chí, ông Vladislav Volosin, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào các khu vực tiền tuyến bị bao vây xuyên qua vùng Zaporizhia vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Kiev ở phía đông. Cụ thể, Nga đã tăng cường binh sĩ có khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công mới gần thành phố Orykiv của Zaporizhia và ngôi làng Trobotin đang bị bao vây trong vài ngày tới. Nếu đạt được bước đột phá, Moscow có thể khai hỏa vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhia với phía đông Ukraine. Ông Vladislav Volosin cho biết khi được hỏi về những báo cáo cho rằng lực lượng Nga đang tập trung để đột phá theo hướng Odekip và Malatokmaika cách Zaporizhia khoảng 50 km về phía đông nam. Ông Vladislav Volosin nhấn mạnh quân đội Nga dường như đang cố cắt đứt huyết mạch hậu cần của chúng tôi bằng mọi giá quan chức này cho biết thêm khu vực chiến đấu này khá phức tạp trước đó chúng tôi đã báo cáo rằng các nhóm tấn công của nga đang tập trung ở đây trong nhiều ngày đối phương đã tiến hành các hoạt động chiếm giữ vị trí của chúng tôi tình hình liên tục thay đổi và tiền tuyến chuyển dịch theo hướng này hoặc hướng khác tuy vậy lực lượng nga đã không đạt được thành công đáng kể nào động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến khi cả nga và ukraine đều hướng đến việc củng cố vị thế của các bên trước khả năng diễn ra một cuộc đàm phán hòa bình trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến ở phía đông Ukraine, đặc biệt là giành quyền kiểm soát thị trấn quan trọng Úc Lê vào đầu tháng 10 năm 2024. Với lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí, không có dấu hiệu cho thấy Nga bỏ mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ Ukraine khi mùa đông đến gần. Tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine là một trong bốn tỉnh mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần ba diện tích tỉnh này, trong đó có cả thủ phủ khu vực. Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu những động thái gần đây của Nga có báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn vào vùng Zaporizhia hay không. Nhưng hoạt động như vậy khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần vì Nga vẫn tập trung vào mặt trận ở phía đông.